8 chiếc kim lau xong chưa? Dạ. 8 chiếc kim lau xong chưa? Em lau xong rồi, em lau nãy giờ là 1, 2, 3. Em lau xong hết rồi anh. Còn chiếc này là xong nữa hả? Dạ, còn chiếc này nữa là xong anh. Hôm nay... Sạch không? Dạ. Lau sạch không? Cố gắng lau cho nó sạch chứ. Là xe anh Trấn Thành mình phải lau cho sạch nha. Dạ, anh Trấn Thành anh cũng giúp đỡ em trong chương trình Thách Thức Anh Hài anh. Ừ. Giờ mình cũng phải lau cho nó sạch xíu. Rồi bữa giờ điều chuyển công tác qua đây rồi làm việc rồi anh em được có hỗ trợ em không? Có anh em hỗ trợ hết mình. Ngoài cái chuyện điều xe vô vị trí rồi còn giữ xe với lại nói chung là... Điều xe cho khách mời. Dạ. Thì nói chung cũng anh em cũng hỗ trợ hết mình anh. Bữa giờ là cũng nửa tháng rồi hả? Dạ, nửa tháng rồi. Thôi ráng cố gắng nha. Dạ. Nói chung là em sai thì em sửa thôi anh ạ. Con người mà anh sai thì phải biết sửa. Sao mà giữ xe rửa xe mà vẫn còn mộng làm diễn viên nghệ sĩ mặc đồ ấy quá vậy? Mặc đồ thì bây giờ em ra ngoài rồi. Tại em ra ngoài đường khán giả cũng nhận ra em á, nên là em không thể ăn mặc lụm thuộm được. Lúc đầu ở nhà thì em mới ăn mặc lụm thuộm thôi. Rồi sao make up gì vậy? À lúc nãy là hôm nay em có phụ diễn trong Đồng Ngoại Đồng Ai đó. Vô thì cái chị ai cho em lên phụ diễn vậy? Đó. Cho sản xuất kêu em. Thế nào? Dạ, chị Trang. Anh kêu qua đây điều chuyển công tác qua đây là tập trung vô giữ xe, rửa xe cho ai mà diễn. Không ai diễn nữa. Lâu lắm mới có show mới mà cái show đi mà cái vai nhỏ mà trừ khi là diễn thí sinh họ đậu vòng 2 mới được lên á chứ cũng không phải là vô cái được luôn đâu anh. Nhỏ lớn gì nhưng mà đã giao được việc nào thì hoàn thành công việc đó cho nó tốt rồi mình mới được sắp xếp công việc tiếp theo. Đánh hơi nhiều phấn. Xíu em phải vô đánh lại. Em mới đánh nhẹ nhẹ thôi mà đánh hơi lố, đánh dày quá. Sao sao mày hả? Đó, dạ vâng. Nói chung cũng xương xương thôi anh cũng rồi. Thôi nói chung anh cũng thấy thương lắm nhưng mà thôi gắng cố gắng đi ai biết chơi dạng gì. Dạ dạ. Không hả? Còn xong rồi. Còn xe kia dơ kìa, lau luôn đi. Xe này nè em. Ôi, anh ơi xe này không phải là của các anh chị nhân viên đâu. Xe này là xe của anh ở bên phòng anh Đạt bên phòng kỹ thuật bên phòng phim trường. Nhưng mà mình cũng lao đây là bãi xe đây phim trường là mình tất cả gì khách hàng, tất cả gì khách mời, tất cả gì những cộng sự của mình, nghệ sĩ mình cũng lao rồi xe nghệ sĩ mình cũng lao, xe của ekip mình phải lao chứ em. Ôi anh cái xe này của anh Đạt với nghệ sĩ đến mình mới lao ấy. Cái xe này xe người nhà mà anh. Em cứ vậy hoài sau này em phát triển nghề nghiệp được em phân biệt đó, nghệ sĩ với lại người thường, người ta cũng là những con người bình thường thôi, những con người như nhau thôi. Mình lao xe cho anh Trấn Thành sạch con mà xe của ekip mình không lao. Thế thôi để em lao anh. Lao cho sạch luôn đi em, ở đây mình làm việc là mình giữ xe, mình còn dịch vụ nữa là rửa xe, lao xe cho người ta nữa, mình làm cũng làm sạch sẽ. Thôi thì giờ em lỡ cái chuyện đã xảy ra rồi thì thôi thì em cố gắng xin lỗi, mong anh tha thứ cho em về lại đi chứ như vậy. Nên thật cái con đường của em nó hơi mịt mù anh ơi. Dạ, ủa em cho anh hỏi ly nước đổ đi rồi mình hốt lại được không em? Biết là không hốt lại được rồi nhưng mà anh chăm trước anh mua ly khác cho em như... Chứ giờ sao giờ... Tiền gì đâu nhiều đâu có mà mua lại được, cơ hội mất đi mình có kiếm lại được không em? Em biết như vậy rồi nhưng mà có thương thì thương cho chốt, có vọt thì vọt cho đầy anh ơi chứ giờ. Thì đem vọt nè. Thì em cũng cố gắng hết mình chứ. Xong còn dàn xe. Còn dàn xe. Dạ bé. Còn dàn xe sao nữa nè em? Xong rồi sao? Đây nè, nguyên dàn xe khán giả nè. Ô, em tưởng anh chỉ có bên ô tô thôi mà. Không, xe máy là nhận giữ 5.000 một chiếc là mình phải lao sạch cho người ta luôn. Xe ô tô là 20.000 một chiếc, mình phải lau sạch cho người ta luôn. Thôi anh ơi, anh thôi thì em cố lau hết đoạn đây nha. Anh cho em xin quay trở lại cái công việc viết kịch bản với làm sản xuất của em với làm diễn viên của em đi. Thế giờ nói thật là em hoạt động về đầu nó nhiều hơn. Giờ tay chân nó yếu lắm anh ạ. Xương thủy tinh anh, nhiều lúc cái gì chưa gì mà than rồi. Em xin thủy tinh anh Khương ơi. Làm cái gì nó cũng phải cần có sức trí tuệ và sức mạnh, phải không?
em có trí tuệ mà em có sức mạnh sao làm việc được. Em làm nửa tháng nay mà. Phải tập luyện đi. Có chân chày của người ta đó. Dạ. Anh nói xe em kìa, lau xe em kìa. Lau xe cho bạn trang phục luôn nè. Xe em. Linh phụ trang phục. Xe em. Một năm là chưa rửa. Một năm chưa rửa. Rồi, hãy xuống dưới giùm em luôn. Hãy đi. Thôi để đi lấy nước thay nước, làm từ từ anh. Thay nước suối nè, xe sẽ rửa bằng nước suối. Em ơi, em, xe rửa bằng nước suối, nước lã nó không chịu. Nước suối của anh hả? Có mấy khách hàng họ khó tính vậy, mình phải... Ủa, nước suối anh mới chịu nha. Phải đáp ứng yêu cầu. Tội nghiệp nó lắm. Dạ. À, chứ nó làm là nội dung sản xuất không chịu, nó cực khỉa. Thực hiện nó điều chuyển công tác đó. Lần nữa anh sẽ điều chỉnh. Ủa nhưng mà em dụ cái mình có, em có còn phải trả tiền không anh? Không, này là được dịch vụ kèm theo. Dạ rồi. Giữ xe là phải rửa xe cho khách lúc hàng. Lúc nãy là em đi mua 10.000 ba cái khăn ở chợ Anh Đông Tây đây. Khăn lúc nãy là mới mà giờ nó thành dân xì rồi, phải nó thành nãy giờ phải lau đến mười mấy cái ô tô rồi. Với lại hàng chục cái xe máy như vậy. Cuối năm anh coi chuyển em về rồi cố gắng khen thưởng em chứ. Cũng chưa làm được gì chứ mà nó đòi hỏi nhiều không? Bây giờ làm cái gì nó cũng phải đầu tư, em hiểu không? Cái gì cũng phải đầu tư. Mình làm kịch bản, mình đi học hành, mình cũng phải đầu tư kiến thức, hiểu không? Mình buôn bán, mình cũng phải đầu tư cái mặt bằng. Mình lao xe, mình cũng phải đầu tư những cái nào rẻ. Công sức, thời gian. Em ơi, lau xong cái xịt cái này cho bóng xe anh đó nha em. Dạ. À, anh mới chịu nha. Coi chừng nó tối nó xì dây xe em á Linh. Sao xin theo làm anh Chính Thành luôn đi. Ừ. Anh Chính Thành, bên anh Chính Thành hả? Ừ. Nhưng mà em không biết là bên anh có cần người lau xe không nữa. Có chứ, ai đi làm có xe thì người ta sẽ cần người lau xe, rửa xe đồ, cần phải chạy xe đồ. Đồ chứ lại ngon anh ạ. Chứ bữa đâu anh liên hệ với anh Chính Thành điều chuyển em qua bên anh Chính Thành. Điều chuyển qua anh Chính Thành luôn hả? Ừ. Vâng, nếu mà bên anh chịu nhận. Thấy một cái gì không dạ? Không, con vừa gài nó cái là nó ok liền thấy không? Vừa nói ra. Bây giờ em thực sự là nói thật với anh. Thử lòng nó thôi rồi thấy không? Em giờ em đi lau xe như vậy thì nói thật là không biết tương lai lúc đâu mới sáng sủa lên được anh ạ. Đâu có gì đâu. Mỗi nghề nó đều có cái cao quý riêng của nó. Đó, mỗi công việc nó đều có cái cao quý. Đều có một cái ý nghĩa của nó. Đâu phải công việc nào là công việc rửa xe đồ là nó công việc nó em biết rồi, nhưng mà qua đợt đi anh cố gắng anh suy nghĩ anh thứ tha thứ cho em để em có thể quay trở lại hòa nhập với lại cộng đồng anh chứ giờ đây xe chị Tú đây này đúng rồi. Ôi, xe tôi làm gì xe tôi dạ nghèo xe làm gì xe chị dạ xe trợ lý của giám đốc bẩn không. Không có tiền giữ thì em chua giữ mang đến đây để hành tội sát. Ủa mặc đồ đẹp gì rửa xe luôn hả? Trời dạ. Bà có chấm xíu nữa mà lấy nhẹ lại ai cũng khỏi dày quá. Không có, thôi thường còn mày nói gì đến lẹ không? Tùy à, nếu mà từ khán giả họ coi clip này họ thấy thương em họ để anh coi comment khán giả nói là thôi anh Phương ơi cho anh Trương nó về làm vị trí cũ thì anh sẽ cho mời về làm. Còn nếu khán giả nói thôi anh ơi cho nó làm chừng tháng nữa thì anh sẽ cho làm tháng nữa. Dạ. Một năm nữa thì anh sẽ cho làm một năm nữa. Em thì giờ cái việc làm của em thì em cũng hơi em hối hận lắm. Thì khán giả ơi thì mọi người cũng biết rồi đó, tuổi trẻ thì em mới bồng bột. Nhiều người chửi quá hả? Nói thật là chửi nhiều quá. Nhưng mọi người thông cảm em với tuổi trẻ bồng bột. Chứ có phải là em có đâu có ngờ cái sự việc nó lại leo thang căng thẳng với lại nó, và cái kết nó đau lòng như vậy đâu. Có bị stress không? Đó. Có bị stress không? Có chứ. Nhiều lúc mình nghĩ cái trò đó mình nghĩ sẽ vui nhưng mà làm xong nó vui. Stress không? Em chỉ nghĩ là sẽ vui vì là chưa có ai làm như vậy với anh cả. Em nghĩ là cái này là một cái mới sáng tạo không? Sáng tạo. Em làm nghệ thuật mà em mới sáng tạo tìm tòi cái mới phải không? Nhưng mà em không ngờ là đó là một con dao hai lưỡi. Một lần chơi lớn xem các chơi. Bạn có trầm trồ à, nhưng mà cuối cùng họ có trầm trồ luôn anh. Dạ thôi gắng cố gắng đi ấy xong rồi trong đây nữa nè vô đây thôi mấy xe này đỡ rồi
Ôi trời ơi, hôm nay ngày gì mà sao mình nhiều chứ. Nay ghi hình chương trình mà xe này sao vậy? Nó không biết. Nè lao thoát cho em nha. Đây. Để em gọi thằng Ngộ Nghĩnh em nó lên đây nó phụ cho mình rồi chứ. Thì cái chuyện đó chuyện của em ai biết đâu ha. Dạ dạ. Rồi gắng cố gắng ha. Thôi em sẽ giữ cái xe đây rồi vòng 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 theo cái đường. Ừ, thôi anh vô anh ghi hình ạ. À. Làm tốt ra lát anh kiểm tra nha. Dạ. Anh quay nhớ quay nếu mà anh ấy lại cho em cái. Thì đây nè, anh cũng đang quay clip lại để anh thăm dò ý kiến khán giả nè, coi khán giả họ có phản hồi như thế nào. Nói chung là anh cũng luôn luôn lắng nghe khán giả. Khán giả là quan trọng nhất với mình. Khán giả ơi, khán giả nói thật là lúc rồi, mới năm 18 tuổi chưng đi vô trong nhà mà khổ nhiều lắm rồi mọi người. Thôi thì coi như là con cháu trong nhà mọi người, thôi thì cho nó một cơ hội nó đi đi làm lại công việc. Mọi người comment hỏi anh Khương thôi cho thằng Trương nó tha đi, dù sao nó đang còn nhỏ chứ giờ đi lau xe rồi đấy, trông xe rồi. Tụi em không làm công việc này thì ai làm? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai. Em cũng biết rồi. Ai, lại từ từ để ai cũng có một thời chĩa chai, chĩa chai thì hắn bột bột anh ạ, anh thông cảm cho em. Chai thì hay dạy dột phải không? Dạ. Thôi gắng cố gắng nha. Thôi dạ chào tạm biệt quý vị khán giả. Bây giờ Khương Dừa sẽ vô ghi hình chương trình đồng hai không ai. Khương Dừa sẽ ra kiểm tra từng chiếc xe một. Nói chung là công việc mình phải làm việc gì nó phải có trách nhiệm. Nó phải làm việc một cách là tự giác. Rồi chạy xuống dưới luôn. Rồi chào em nha. Dạ, chào. Chúc em ngày làm việc vui vẻ nha. Dạ.